Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế hoàng gia bằng chất liệu gỗ hương đá trên cong trên 14. Trong clip trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều các cái bộ bàn ghế hoàng gia sofa liền khối mặt liền 10 phân, cũng như là bộ bàn ghế hoàng gia trên cong trên 12. Có rất nhiều loại bàn ghế hoàng gia trong trang chủ đồ gỗ Hiền Lành đều có, thì quý vị có thể tham khảo thêm. Thì trong video này chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ bàn ghế hoàng gia trên cong trên 14. Đây cũng được gọi là mẫu mới nhất của chúng tôi vừa mới ra năm 2020. Thì hôm nay chúng tôi mới xong bộ bàn ghế 7 món cho khách hàng ở Thanh Hóa. Các anh đã đặt chúng tôi từ rất lâu rồi, thì hôm nay chúng tôi mới xong mộc. Và chúng tôi đang đi vào quy trình hoàn thiện. Thì lát nữa người thợ chúng tôi sẽ lót lên một nước, thì quý vị thấy cái vẻ đẹp của bộ bàn ghế gỗ hương đá này nó đẹp như thế nào. Thì về thông số và kích thước của bộ bàn ghế này như sau. Ghế dài chúng tôi làm dài là 2m50, chiều cao là 1m50 và chiều sâu là 75. Còn về phần chân là chúng tôi làm chân cong 14, chân 14 phân, và chân là chân 14 đủ. Và trên thị trường hiện nay thì có nhiều cơ sở làm hàng thiếu thì giá thành nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và kích thước của chiếc ghế đơn là chúng tôi làm dài 1m07, chiều cao 1m42 và chiều sâu cũng là 75. Toàn bộ khung tranh là chúng tôi làm dày 4 phân, ván dày 2 phân. Và phần vách tựa chúng tôi làm dày 3 phân, phần trương chúng tôi làm dày 8 phân. Và khách hàng nào muốn chơi kỹ hơn thì có thể đặt lên vách dày 10 phân, chúng tôi vẫn nhận vì chúng tôi là nhận đặt hàng theo yêu cầu. Thì giá thành nó có chênh lệch. Thì quý vị ưng mẫu sản phẩm này, quý vị hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi cũng báo kích thước bộ bàn ghế này để cho quý khách hàng bố trí được cho cái không gian phòng khách của mình sao cho hợp lý. Nếu như phòng nhỏ quá thì kê nó sẽ không hợp. Tại vì cái ghế này rất là dài, dài phủ bì 2m50. Khuôn mặt chúng tôi làm dài 2m4 rồi. Và chiếc bàn to là chúng tôi làm kích thước là 80 x 1m60. Bàn đầu bàn chúng tôi làm là 65 x 45. Và trên hình các bạn đang chiêm ngưỡng đây là hai chiếc ghế đơn của bộ bàn ghế hoàng gia gỗ hương đá chân cong 14. Tôi xin nhắc lại kích thước là dài 1m07, chiều cao là 1m42, chiều sâu là 75. Chiều cao thì có thấp hơn chiếc ghế dài 8 phân, chiếc ghế dài là cao 1m50. Thì quý vị hãy xem kỹ từng cái chi tiết nhỏ ở phần trương, phần vách do cơ sở đồ gỗ Hiền Lành ra mẫu và vẽ mẫu, thì trông nó rất là mềm mại và sạch sẽ. Đi cùng với những bộ bàn ghế hoàng gia này thì chúng tôi đang giới thiệu rất nhiều tới các bạn và quý vị mẫu ghế Minh Quốc Nghê gỗ mun hoa, hay là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ mun, bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng cột liền, yếm liền cũng bằng chất liệu gỗ hương đá. Thì quý vị có thể vào địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm sản phẩm. Gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi có cái độ bền rất là cao. Các cơ sở mà không biết làm thì các cái bộ bàn ghế gỗ hương đá này rất hay bị nổ sơn. Nếu như làm kỹ bộ bàn ghế này thì giá thành nó lên rất là cao. Chúng tôi phải tẩy axit 3 lần. Và chúng tôi bắt đầu với đi vào quy trình lót. Và chúng tôi lót 3 lần thì bắt đầu với đi vào hoàn thiện thì nó kỳ công hơn rất là nhiều. Để làm đẹp được một sản phẩm này thì rất là vất vả. Vì đây là một bộ bàn ghế hoàng gia, rất nhiều chi tiết đục nhỏ và cong. Toàn bộ là chất liệu gỗ hương đá. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho quý vị quy trình lót. Thì sau này khi lên hoàn thiện màu,
nó cũng như này. Bộ bàn ghế này chúng tôi đã tẩy rồi nên là gỗ nó trắng rất đều màu, và khi phun lót vào thì quý vị nhìn cái là ưng luôn, chưa cần lên màu lúc hoàn thiện. Đây là những người thợ sơn PU của chúng tôi đang quy trình lót một. Chúng tôi phải làm 3 nước lót thì mới đi vào hoàn thiện lên màu được. Và sau khi hoàn thiện thì màu nó sẽ là màu vàng như này, để quý vị có thể theo dõi được cái chất liệu gỗ hương đá lên màu rất là đẹp. Nhưng để đánh giá so với gỗ hương vân thì gỗ hương đá lại thua một bậc so với gỗ hương vân, cũng đều của từ Nam Phi. Chúng tôi khuyên quý khách khi mua hàng, quý khách nên kiểm tra mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách, vì quý khách không biết được đó là gỗ gì, quý khách nên xem mộc. Để tuyển hàng tuyển vân được một bộ bàn ghế đều màu như này chúng tôi rất là khó. Chúng tôi phải lọc rất nhiều gỗ ra mới được một bộ bàn ghế đẹp như này, từ phần vách đến phần chân và phần trương. Và bây giờ quý vị cùng xem đây. Để mộc thì gỗ nó hơi hồng hồng, khi tẩy ra thì nó lại trắng, và khi phun lót vào thì nó lại lên màu vàng. Đó là ba biến đổi sắc thái của gỗ hương đá. Quý vị xem vân rất là đẹp nhé. Và toàn bộ cái yếm này chúng tôi làm yếm cong. Yếm cong khuôn tranh dày 4 phân, ván dày 2 phân, ván mặt, còn ván vách chúng tôi làm dày 3 phân. Trên màn hình các bạn chiêm ngưỡng đây là chúng tôi đang phun lót của chiếc ghế dài của bộ bàn ghế hoàng gia chân cong chân 14. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể xem thêm các cái sản phẩm mới mà chúng tôi đưa lên, từ đồ gỗ phòng khách đến đồ gỗ phòng thờ. Trong thời gian vừa qua chúng tôi đã bàn giao rất nhiều công trình lớn như ngựa thờ về Nghệ An và Hoành Phi Câu Đối Rát Vàng Ta về Hà Nội. Và các cái bộ bàn ghế sơn thủy, bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng chúng tôi đã giao có mặt tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Đồ gỗ Hiền Lành có mặt trên toàn quốc để bàn giao và lắp đặt cho quý khách hàng đã đặt hàng online. Chúng tôi khuyến khích các khách hàng nên đặt hàng online trong cái thời kỳ dịch Covid đang diễn biến phức tạp như này. Và vừa tránh đi lại đường xá xa xôi thì quý vị có thể đặt hàng online, chúng tôi cũng nhận và đảm bảo đầy đủ kích thước cho quý vị, nên quý vị yên tâm. Quý vị hãy liên hệ theo hai số 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật cho mình các video mới nhất của cơ sở đồ gỗ Hiền Lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.